Sau việc là con nhà Trâm Anh Thế Việt, sống sang chảnh trong biệt thự giác vàng trị giá triệu đô, đi du lịch khắp nơi trên thế giới, không ít nghệ sĩ trong showbiz có xuất thân giàu có trong những gia đình Trâm Anh Thế Việt. Hà Kiều Anh. Hà Kiều Anh hiện tại có một cuộc sống giàu có, sung túc với chồng và ba con. Nhiều người đồn đoán gia sản của người đẹp có thể lên tới con số triệu đô. Hà Kiều Anh và gia đình thường xuyên có những chuyến du lịch đến nhiều đất nước nổi tiếng trên thế giới. Nathan Lee tên thật là Trương Triều Trúc Lân, có bố là một nhà ngoại giao nổi tiếng và mẹ làm kinh doanh. Bố của anh là ông Dương Triều Dương, hiện là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Cộng hòa Philippines, kiêm nhiệm Cộng hòa Palau. Trong khi đó, mẹ của anh là quản lý một khu nghỉ dưỡng sang trọng tại đảo Phú Quốc. Bản thân nam ca sĩ sinh năm 1983 còn sở hữu một resort trị giá hàng triệu đô. Theo chia sẻ từ Nathalie, anh đứng tên resort này tại Việt Nam thay bố dưỡng người nước ngoài. Nathalie sở hữu căn biệt thự giác vàng trị giá hàng triệu đô. Nam ca sĩ di chuyển bằng những chiếc xế hộp đắt tiền. Đăng Khôi, ca sĩ Đăng Khôi sinh ra trong gia đình giàu có Trâm Anh Thế Việt. Bố mẹ anh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và sở hữu nhiều bất động sản ở Hà Nội. Nhờ có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình, Đăng Khôi không gặp áp lực kinh tế khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Anh từng có thời gian dài tạm ngưng ca hát để tìm ra định hướng mới. Hiện tại, Đăng Khôi đang sống cùng gia đình trong một căn biệt thự rộng lớn tại Sài Gòn. Ngoài ngôi nhà trị giá hàng chục tỷ đồng, anh còn sở hữu nhiều xe hơi sang trọng. Bên cạnh việc đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc, Đăng Khôi cũng có phòng thu và công ty riêng. Quang Vinh cũng được biết đến là một trong những nghệ sĩ có xuất thân trong một gia đình nổi tiếng giàu có, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh điện máy. Từ nhỏ Quang Vinh đã được hướng theo nghệ thuật, sau này dù có môi trường học tập ở nước ngoài vô cùng tốt, song nam ca sĩ vẫn trở về Việt Nam để theo đuổi sự nghiệp riêng. Hiện tại Quang Vinh ít tham gia các hoạt động nghệ thuật, anh dành thời gian đi du lịch nhiều nơi trên thế giới và thường xuyên chia sẻ ảnh trên Instagram cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ông Cao Thắng. Từng một thời được khán giả nhắc với ngoại hình điển trai, giọng hát ấm áp và mối tình bền vững với ca sĩ Đông Nhi. Đến năm 2010, ông Cao Thắng bắt đầu dừng rời xa sân khấu ca nhạc để theo đuổi con đường kinh doanh. Bên cạnh việc là ông chủ của một công ty giải trí quản lý nhiều ca sĩ nổi tiếng, anh còn sở hữu hệ thống khu vui chơi giải trí với nhiều cảm giác mạnh tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Những thành công của ông Cao Thắng đạt được không chỉ nhờ tài năng của anh, mà còn sự hậu thuẫn lớn từ gia đình. Anh chính là con trai ông chủ doanh nghiệp Tân Hiệp Hân, một trong những thương hiệu kinh doanh hàng nhựa lớn nhất Việt Nam. Gia đình nam ca sĩ sở hữu khối tài sản khổng lồ, thế nhưng ông Cao Thắng vẫn tự kiếm tiền bằng công việc kinh doanh của riêng mình. Nếu như anh trai khá kín tiếng, thì cô em gái của ông Cao Thắng có cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người ao ước. Huỳnh Bích Phương. Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2010, Huỳnh Bích Phương được chú ý bởi vẻ ngoài sang trọng đài kết. Không có thành tích cao, Bích Phương lấn sân sang điện ảnh với vai diễn chính trong phim Bụi Đời Chợ Lớn, nhưng bộ phim bị cấm chiếu. Sau lần xuất hiện này, Huỳnh Bích Phương hoàn toàn biến mất khỏi showbiz Việt. Mỹ nhân sinh năm 1988 còn được chú ý bởi thân thế tiểu thư lá ngọc cành vàng trong một gia đình vô cùng giàu có. Bố cô là giáo sư toán học Huỳnh Bá Lân, ông nắm giữ nhiều chức danh quan trọng như chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học kinh tế tài chính thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng quản trị nhiều công ty, tập đoàn và ngân hàng lớn. Cuộc sống đời tư của Huỳnh Bích Phương khá kín tiếng.